Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng theo dõi chương trình Nông nghiệp 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào quý vị khán giả, chương trình ngày hôm nay có những nội dung chính sau đây. Với hơn 22.000 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, tỷ lệ kiểm soát dịch bệnh an toàn thực phẩm cả nước vẫn ở mức thấp hoặc không kiểm soát được, nguy cơ bùng phát dịch bệnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Giá cacao, cà phê xuất khẩu lập kỷ lục mới do điều kiện thời tiết khó khăn và dịch bệnh đã ảnh hưởng đến sản xuất cacao, cà phê trên thế giới. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang phải chật vật đối phó với tình trạng hạn mặn. Ngành nông nghiệp các địa phương trong vùng đã chủ động xây dựng kế hoạch mùa vụ từ sớm nhằm né hạn mặn hiệu quả. Năm 2023, sầu riêng xuất khẩu của tỉnh Đắk Lắk sang thị trường Trung Quốc khoảng 40 đến 45 nghìn tấn, giá trị từ 150 đến 160 triệu đô la Mỹ. Trên thực tế thì giá trị xuất khẩu trái cây vua của địa phương này đang lớn hơn nhiều do đa số mã vùng trồng của tỉnh hiện nay đang ký kết với doanh nghiệp ngoài tỉnh. Là địa phương có diện tích sầu riêng đứng đầu cả nước, thế nhưng Đắk Lắk cũng đang đứng trước thách thức làm sao nâng cao được chất lượng để xuất khẩu bền vững và đối mặt nguy cơ rủi ro về thị trường khi phát triển quá nóng về diện tích hiện nay. Theo đại diện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Đắk Lắk, hiện tỉnh này có hơn 32.700 ha trồng sầu riêng, sản lượng ước đạt trên 281.000 tấn. Toàn tỉnh này hiện có 68 vùng trồng sầu riêng đã được phía Trung Quốc cấp mã số với tổng diện tích khoảng 2.500 ha, vẫn còn tới 147 vùng trên tổng diện tích 3.500 ha đang chờ phía Trung Quốc kiểm tra phê duyệt mã số. Như vậy, số vùng trồng được cấp mã tại Đắk Lắk chỉ chiếm khoảng 7%. Chưa có vùng nguyên liệu rộng lớn, trình độ kỹ thuật của nông dân còn thiếu và yếu cả về tư duy sản xuất hàng hóa chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, việc liên kết giữa đại diện vùng trồng, các đơn vị xuất khẩu cùng với người dân chưa thực sự công khai, minh bạch, rõ ràng, chưa bền vững. Nhận thức của đại diện vùng trồng, cơ sở đóng gói trong việc quản lý, sử dụng mã số còn nhiều hạn chế, chưa thể hiện rõ trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của các bên tham gia chuỗi liên kết, chưa nhận thức đúng đắn giá trị, tầm quan trọng đối với mã số được cấp. Đây được xem là những tồn tại khiến sầu riêng Đắk Lắk nguy cơ đối mặt với nhiều rủi ro khi phát triển quá nóng. Thưa quý vị, hết quý 1 năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước ước đạt trên 178 tỷ đô, tăng 15% so với cùng kỳ. Kết quả này đến từ sự phục hồi của nhu cầu thị trường thế giới và tăng tiêu dùng trong nước. Trong đó đáng chú ý là xuất siêu đạt kỷ lục 8,08 tỷ đô. Ngành nông nghiệp với mức tăng trong quý 1 năm nay gần 22% so với cùng kỳ năm ngoái, đóng góp rất lớn vào kết quả này. Hết quý 1, ngành nông nghiệp đã có 4 mặt hàng có giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ và đều là những mặt hàng có sự tăng trưởng khá mạnh, đó là gỗ đạt 2,32 tỷ đô la Mỹ, tăng 26,8%, rau quả 1,23 tỷ đô la Mỹ, tăng 25,8%, gạo 1,37 tỷ đô, tăng 40% và cà phê là 1,9 tỷ đô, tăng tới 54,2%. Số liệu từ Tổng cục Thống kê, quý 1 năm 2024, kim ngạch thương mại của Việt Nam đạt kỷ lục trên 178 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,5%. Trong đó xuất khẩu tăng 17%, đạt 93 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu tăng 13,9%, đạt gần 85 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam duy trì xuất siêu 8,08 tỷ đô la Mỹ. Với cái mức xuất siêu cũng rất ấn tượng, 8,08 tỷ đô. Đây là con số tích cực trong cái bối cảnh là khó khăn về thương mại toàn cầu đang suy giảm. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì nhận định trong hai kịch bản tăng trưởng của năm nay, kịch bản 1 6%, kịch bản 2 6,5%, bộ này đang nghiêng về phương án 2. Thương mại phục hồi chính là một căn cứ quan trọng của nhận định này. Tiếp tục chuỗi sự kiện liên quan đến đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, sáng nay mùng 5 tháng 4 tại hợp tác xã Thuận Tiến, ấp H2, xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn phối hợp với Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế IRIA, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ tổ chức lễ khởi động thực hiện đề án quan trọng này. Thời gian qua, thành phố Cần Thơ có 38.000 ha lúa thực hiện theo dự án VNSAT, dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam với 32.000 hộ dân tham gia. Qua đó, trình độ sản xuất của người dân được nâng lên, người dân đã áp dụng các biện pháp để giảm chi phí sản xuất, góp phần tăng lợi nhuận, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được từ dự án VNSAT. Thành phố Cần Thơ cam kết sẽ nỗ lực cố gắng thực hiện thắng lợi đề án, phấn đấu đến năm 2025 sẽ có vùng sản xuất quy mô 38.000 ha và giai đoạn năm 2026 đến năm 2030 đạt 50.000 ha. Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao thực hiện tại 12 tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bến Tre không tham gia do diện tích lúa ít. Trước khi thực hiện rộng rãi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quyết định thí điểm ở 5 địa phương
trong đó có thành phố Cần Thơ. Cánh đồng thực hiện thí điểm sử dụng giống xác nhận, áp dụng quản lý nước ướt khô xen kẽ, bón phân chuyên vùng chuyên biệt, xạ hàng bằng máy kết hợp vùi phân, đồng thời quản lý dịch hại bằng phương pháp IPM, đưa máy gặt đập liên hợp cho thu hoạch, thu gom rơm rạ khỏi đồng, làm nấm rơm và phân bón từ rơm. Trước đây, lượng lúa giống sử dụng bình quân của nông dân đồng bằng sông Cửu Long rất lớn, rơi vào khoảng 100-150 kg một hecta. Khi thực hiện đề án, lượng giống gieo xạ giảm xuống còn 60 kg một hecta. Ngoài ra, lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực hiện cũng giảm theo. Lúa xạ thưa cứng cây, ít đổ ngã sẽ giảm thất thoát sau thu hoạch. Tính đến hiện tại, Tập đoàn Cao su Việt Nam đã nhận được quyết định chấp thuận chuyển đổi đất cao su thành đất khu công nghiệp ở 3 địa phương, bao gồm Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Phước, với tổng diện tích lên đến khoảng 25.000 ha, trong tổng số khoảng 40.000 ha đất khu công nghiệp mới được bổ sung vào các quy hoạch của các tỉnh trên. Lộ trình từ nay đến năm 2040, cao su Việt Nam sẽ có khoảng 21.000 ha đất cao su được chuyển đổi sang đất khu công nghiệp. Hiện tổng quỹ đất cao su của cao su Việt Nam lên đến 280.000 ha. Thông tin từ tập đoàn này cho biết giá bán cao su trung bình trong quý 1 của năm 2024 đạt 36,7 triệu đồng một tấn, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, ban lãnh đạo tập đoàn cao su Việt Nam đánh giá đây là mức giá cao bất thường trong 10 năm qua và nhận định giá cao su sẽ hạ nhiệt trong nửa cuối năm 2024 so với thời điểm hiện tại. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cả nước hiện còn hơn 22.000 cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ. Tại các cơ sở này, tỷ lệ kiểm soát dịch bệnh an toàn thực phẩm ở mức thấp hoặc không kiểm soát được do không có đăng ký kinh doanh, không truy xuất được nguồn gốc đối với sản phẩm chăn nuôi. Qua số liệu nghiên cứu, 50% cơ sở giết mổ và chợ gia cầm dương tính với Salmonella, một loại vi khuẩn có thể gây ngộ độc thực phẩm. 30% chợ gia cầm và cơ sở giết mổ dương tính với Campylobacter, một loại vi khuẩn khác gây ngộ độc thực phẩm. Thâm canh chăn nuôi gia cầm tạo điều kiện cho vi sinh vật gây bệnh xuất hiện và lây lan, gây ảnh hưởng đến nỗ lực sản xuất thực phẩm an toàn và bền vững. Nó cũng làm tăng nguy cơ lây truyền mầm bệnh từ động vật sang con người, dẫn đến các đợt bùng phát dịch bệnh và tiềm ẩn nguy cơ đại dịch trong tương lai. Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam dẫn số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong tháng 2, giá xuất khẩu trung bình cá tra của Việt Nam sang các thị trường đã tăng 4%, trong khi khối lượng chỉ đạt khoảng hơn 42.000 tấn, tức là đã giảm khoảng 40% so với tháng trước đó và giảm 36% so với cùng kỳ của năm ngoái. Giá cá tra xuất khẩu trung bình tháng 2 đã tăng khoảng 4% lên 2,13 đô la Mỹ 1 kg. Trung Quốc và Hồng Kông vẫn là thị trường tiêu thụ cá tra lớn nhất của Việt Nam. EU nhập khẩu từ Việt Nam khoảng hơn 3.000 tấn. Trong khi giá xuất khẩu sang thị trường này vẫn tăng 8,4% lên mức gần 2,5 đô la Mỹ 1 kg. Cũng trong tháng 2, Mỹ tăng nhập khẩu cá tra của Việt Nam đạt khoảng hơn 6.000 tấn. Giá xuất khẩu cá tra sang thị trường này ở mức ổn định, tăng nhẹ 0,8%, khoảng 2,66 đô la Mỹ 1 kg. Nửa đầu tháng 3 năm 2024, kim ngạch xuất khẩu cá tra sang các thị trường đạt 74 triệu đô la Mỹ, giảm 18% so với cùng kỳ. Giá tiêu ngày hôm nay giao dịch quanh mức 92.500 đồng đến 94.000 đồng một kg, riêng Gia Lai tăng 500 đồng một kg. Như vậy là sau khoảng một năm, giá tiêu tăng tới 30.000 đồng một kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu tăng 500 đồng một kg lên mức 92.500 đồng một kg, ngang bằng với Đồng Nai. Tiếp đến là Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước ở mức là 93.000 đồng một kg. Hai tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu đồng loạt được thu mua với mức là 94.000 đồng một kg. Đây cũng là địa phương có giá thu mua hồ tiêu cao nhất cả nước trong ngày hôm nay. Trên sàn quốc tế, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 4.200 đồng đến 4.300 đô la Mỹ một tấn, giá tiêu trắng ở mức là 6.000 đô la Mỹ một tấn. Dự báo năm 2024 này, tiêu Việt Nam chiếm 31,8% tổng sản lượng tiêu toàn cầu. Điều kiện thời tiết khó khăn và dịch bệnh đã làm ảnh hưởng đến sản xuất ở Tây Phi và là nơi cung cấp khoảng 70% lượng cacao trên toàn thế giới. Hai nhà sản xuất cacao lớn là Bờ Biển Ngà và Ghana gần đây đã bị ảnh hưởng sản lượng bởi mưa lớn, nắng nóng và tình hình dịch bệnh. Bên cạnh đó, tình trạng khô hạn liên quan tới hiện tượng thời tiết El Nino ở phần lớn khu vực Đông Nam Á, Ấn Độ, Australia đã góp phần thúc đẩy giá các loại hàng hóa như đường, cà phê và cacao tăng trong những tháng gần đây. Trên sàn thế giới, kỳ hạn giao tháng 5 dừng lại ở mốc 184 đô la Mỹ một tấn, giá cà phê đạt mốc cao chưa từng có, 3.663 đô la Mỹ một tấn, nhưng khối lượng hàng hóa giao dịch cũng rất lớn. Phiên giao dịch vừa qua ghi nhận mức tăng kỷ lục, giá cà phê lên mức cao nhất lịch sử ngành này.
Ở trong nước, giá cà phê tại Đắk Nông và Đắk Lắk hôm nay là 103.000 đồng 1 kg, Gia Lai 102.500 đồng 1 kg và Lâm Đồng 102.000 đồng 1 kg. Theo một số chuyên gia, giá cà phê Việt Nam vẫn một mình một chợ, kéo dài đến hết tháng 7. Nguồn cung giảm trong khi nhu cầu tiêu thụ của thế giới tăng cao, dự báo cà phê có thể tiếp tục tăng. Thưa quý khán giả, thời điểm này nông dân trồng xoài đang rất phấn khởi bởi đang vào vụ thu hoạch độ, nhưng đa số các loại xoài đồng loạt tăng giá so với cùng kỳ của năm trước. Theo nhiều nhà vườn ở Vĩnh Long, hiện xoài cát Hòa Lộc có giá 30.000 đến 35.000 đồng 1 kg loại 1, xoài loại 2, loại 3 có giá 20.000 đến 25.000 đồng 1 kg, tăng khoảng 5.000 đến 7.000 đồng 1 kg so với tháng trước. Xoài cát Chu 18.000 đến 20.000 đồng 1 kg, xoài Đài Loan 15.000 đến 16.000 đồng 1 kg, tăng khoảng 3.000 đến 5.000 đồng 1 kg so với cùng kỳ năm ngoái. Có loại cao hơn gần 10.000 đồng 1 kg. Một số thương lái cho biết giá xoài cao hơn mọi năm bởi được xuất khẩu đi nhiều nơi, giúp các chủ vựa xoài thu mua nhiều hơn. Ngoài ra, nhu cầu tiêu thụ xoài trong nước cũng tăng cao, đặc biệt là nhiều chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện ích đã về tận vườn ký hợp đồng thu mua cho nông dân trong các hợp tác xã. Tại tỉnh Trà Vinh, giá xoài cát Chu cũng tăng so với cùng kỳ năm trước từ 6.000 đến 7.000 đồng 1 kg, sau khi trừ hết chi phí, nhà vườn lãi thấp nhất 4.000 đồng 1 kg. Thưa quý vị, sản xuất nông nghiệp an toàn liên kết theo chuỗi giá trị sản xuất đang cho thấy hiệu quả ngày càng cao, tăng thu nhập cho bà con nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Nhận thức rõ điều này, từ khi thành lập đến nay, Hợp tác xã Nông sản Sơn La đã chú trọng áp dụng quy trình an toàn vào sản xuất, gắn kết chặt chẽ sản xuất với tiêu thụ, ghi nhận của các phóng viên thời sự. Một vùng trồng tập trung rau củ quả của Hợp tác xã Nông sản Sơn La. Việc sử dụng lớp màng phủ đất này sẽ giúp hạn chế sâu bệnh, cỏ dại, giữ độ ẩm cho đất, tiết kiệm nước tưới, hạn chế mất phân bón. Hệ thống tưới nhỏ giọt giúp tiết kiệm nhân công và nước tưới cho cây trồng. Hợp tác xã chúng tôi là dùng hệ thống tưới nhỏ giọt. Toàn bộ điều khiển máy móc là trên phần mềm điện thoại hết, chứ không phải đi bật máy thủ công như ngày xưa. Để tăng độ phì nhiêu cho đất, Hợp tác xã đã lựa chọn các loại phân chuồng ủ hoa mục bón cho cây. Bên cạnh đó, các thành viên Hợp tác xã luôn cam kết tuân thủ sản xuất 5-0, đó là không bón quá định lượng phân hóa học quy định, không phun thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục nhà nước cho phép dùng trên rau quả an toàn, không bón thiếu phân hữu cơ vi sinh, không sử dụng hạt giống biến đổi gen, không dùng chất kích thích sinh trưởng cây trồng. Trước đây chúng tôi chưa vào hợp tác xã ấy, thì là chưa biết dùng nhiều loại phân, chỉ biết dùng phân hóa học tổng hợp. Đất sẽ bị chai sạn, khô và rau nó sẽ không được đẹp, ngon và ngọt ạ. Bây giờ thì biết vào hợp tác xã thì biết dùng nhiều loại phân hữu cơ sẽ làm đất tơi xốp và làm cho cây rau xanh non. Hợp tác xã Nông sản Sơn La thành lập năm 2022 với 7 thành viên, sản xuất trên quy mô 5 hectare. Ngoài ra, hợp tác xã liên kết với 15 hộ ở các bản của xã Trường Ban, huyện Mai Sơn. Với quy mô gần 20 hectare trồng rau củ quả an toàn, mỗi năm sản xuất trên 1.000 tấn các loại, toàn bộ sản lượng rau củ quả sau khi thu hoạch được hợp tác xã thu mua, cung ứng cho các chuỗi cửa hàng rau sạch và hệ thống các siêu thị lớn. Thì ngày xưa thì cũng tự làm thôi, nó cái đầu ra nó hơi chênh vênh, lúc có sản phẩm thì mình không biết bán đi đâu, thị trường rất là nhiều người. Thế khi mà cái hợp tác xã thì thôi cũng được cái đầu ra ổn định thì mình yên tâm làm ăn hơn. Năm 2024, Hợp tác xã Nông sản Sơn La tiếp tục liên kết với các hộ trên địa bàn, mở rộng vùng chuyên canh rau an toàn, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng sản xuất, trồng rau theo đơn hàng của đối tác. Trong đó, chú trọng trồng các loại rau có thế mạnh như cải thảo, cải bắp, cà chua, dưa chuột, củ cải Hàn Quốc. Phấn đấu năm 2024, sản lượng và doanh thu của Hợp tác xã tăng 20-30% so với năm 2023, nâng cao thu nhập cho các thành viên. Thưa quý vị, là tại Gia Lai, thị trường mua bán khoai lang chính vụ chậm hơn năm ngoái khiến cho nhiều người dân đứng ngồi không yên. Trước tình hình trên, nhiều địa phương ở trong tỉnh Gia Lai đã có báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị kêu gọi doanh nghiệp kết nối tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân.
So với đầu vụ, hiện giá khoai lang Nhật tại Gia Lai đang giảm mạnh, chỉ còn 4.000 đồng 1 kg. Những hộ thuê đất trồng khoai lang vụ này chắc chắn thua lỗ. Theo nhận định ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai, năm nay diện tích sản xuất khoai lang tăng không chỉ trên địa bàn huyện Phú Thiện mà cả trong tỉnh. Thời vụ xuống giống các địa phương trùng với thời vụ nên sản lượng thu hoạch tăng cao dẫn đến khó khăn trong việc tiêu thụ. Hiện tại đầu ra của khoai lang chưa có các doanh nghiệp đầu tư, chủ yếu là các thương lái thu mua là chính. Ngoài ra, chất lượng giống khoai lang đầu vào chưa đảm bảo, giá giống cao cũng ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất của bà con. Tháng 3 vừa qua, đậu tương đã trở thành mặt hàng được giao dịch nhiều nhất tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Các mặt hàng liên quan khác như là khô đậu tương, dầu đậu tương cũng đều ghi nhận mức tăng trưởng giao dịch ấn tượng trong giai đoạn đầu năm nay. Hiện nay, Việt Nam đang là quốc gia nhập khẩu khô đậu tương lớn thứ 3 và nhập khẩu đậu tương lớn thứ 9 trên thế giới. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, nước ta đã nhập khẩu 1,86 triệu tấn đậu tương trong năm 2023, tăng 1,1% so với năm 2022. Đậu tương là nguyên liệu đầu vào rất khó thay thế trong quá trình sản xuất thức ăn chăn nuôi, một trong những ngành sản xuất thiết yếu tại Việt Nam. Các chuyên gia dự báo nhập khẩu đậu tương của Việt Nam sẽ tăng trưởng đều đặn từ 3 đến 5% mỗi năm. Chính vì thế, nhu cầu bảo hiểm giá của các doanh nghiệp và nhu cầu đầu tư đối với mặt hàng này dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay, nắng nóng gay gắt xảy ra trên diện rộng với nền nhiệt phổ biến từ 38 đến 40 độ, làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn nhiều tỉnh thành của miền Trung. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có đề xuất về việc hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 sắp tới. Thưa quý vị, thưa các bạn, cuối tháng 3 vừa qua, nhiều nơi ở các tỉnh miền Bắc, nhất là tại khu vực miền núi, liên tiếp xảy ra mưa đá, dông lốc, mưa lớn kèm gió giật mạnh, gây thiệt hại về nhà cửa, qua màu cho các công trình dân sinh. Các chuyên gia nhận định nguyên nhân là do thời tiết đang có sự chuyển pha từ trạng thái mùa xuân sang mùa hè, từ lạnh sang ấm hơn, và đây cũng là hình thái thời tiết đáng lưu ý trong thời gian tới ở Bắc Bộ, trong khi Trung Bộ và Nam Bộ nắng nóng diện rộng vẫn tiếp tục kéo dài, ảnh hưởng lớn tới sản xuất nông nghiệp và đời sống sinh hoạt của người dân. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3 tháng 4, một số nơi miền Bắc và miền Trung nhiệt độ lên trên 40 độ C, mức đặc biệt gay gắt như Phú Yên của Sơn La 41,6 độ, Hương Sơn Hà Tĩnh 40,5 độ, Đông Hà Quảng Trị 41 độ. Dự báo đợt nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ kéo dài tới đầu tuần sau. Tuy nhiên, miền Bắc từ hôm nay sẽ giảm nhiệt. Từ ngày 5 thì nắng nóng sẽ thu hẹp lại, chứ còn xảy ra khu vực Tây Bắc như các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình. Sau đến ngày 6, 7 thì nắng nóng có khả năng giảm dần. Còn khu vực Trung Bộ thì trong cái khoảng thời gian từ nay đến khoảng ngày 5 thì khu vực từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế tiếp tục xảy ra cái nắng nóng và cái nắng nóng gai gắt với cái mức nhiệt phổ biến từ 37, 39 độ. Một số nơi ở vùng phía Tây của Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị nhiệt độ cao lên 40-41 độ. Và từ khoảng ngày 6-7 trở đi thì cái nắng nóng sẽ dịu dần. Miền Bắc mặc dù đã hạ nhiệt, nhưng hiện đang trong giai đoạn giao mùa, vẫn còn sự xuất hiện của các đợt không khí lạnh yếu. Các chuyên gia tiếp tục cảnh báo, nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm có khả năng xảy ra trong giai đoạn này. Đang cái thời kỳ mà giao mùa chuyển từ mùa lạnh sang mùa nóng, do vậy cái khả năng bất ổn định trong quý là tương rất nhiều. Do vậy trong tháng 4 và tháng 5, thậm chí là tháng 6, thì cái khả năng dông lốc là xảy ra rất nhiều trên toàn quốc. Đặc biệt lưu ý là trong trường hợp khu vực mình đang đứng ấy, mà xuất hiện cái gió mạnh và cái nhiệt độ giảm đột ngột, đồng thời là mây đen xì vần vũ bao quanh khu vực, khả năng rất cao là khả năng xảy ra mưa đá trong khu vực này. Các chuyên gia nhận định Nam Bộ hiện đang vào mùa khô, vì vậy nắng nóng còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Nhiệt độ phổ biến là 35 đến 37 độ C. Do không có mưa giải nhiệt nên người dân có thể có cảm giác nóng duy trì đến tối. Đáng chú ý, từ thứ Bảy mùng 6 tháng 4, nắng nóng sẽ gia tăng cường độ, có nơi tới 38 độ C. Tại miền Trung, nắng nóng gay gắt xảy ra trên diện rộng với nền nhiệt phổ biến từ 38 đến 40 độ đã làm ảnh hưởng không hề nhỏ đến sản xuất nông nghiệp. Không chỉ tiến độ sản xuất bị chậm lại mà tình trạng sâu bệnh hại trên cây trồng cũng diễn biến phức tạp hơn, làm ảnh hưởng đến sự tăng trưởng phát triển của nhiều loại cây trồng. Ghi nhận của chúng tôi tại tỉnh Nghệ An. Hơn một sào trồng dưa chuột và hoa thiên lý của ông Nguyễn Anh Tuấn ở xã Nam Anh, huyện Nam Đàn. Trước đây chỉ mất khoảng một ngày để làm giàn, nhưng những ngày qua do nắng nóng gay gắt nên mặc dù đã sang ngày thứ hai, ông Tuấn chỉ mới hoàn thiện được một nửa diện tích. Thời tiết nặng nóng thì cũng ảnh hưởng đến là sợ là nó chun mất, dưa léo thì nặng nên nó chun, không đầu hoa đầu quả lại.
ảnh hưởng đến cái năng suất của. Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, thời tiết thay đổi thất thường, có nhiều thời điểm nắng nóng xen kẽ những ngày mưa lạnh. Do đó, sâu bệnh hại xuất hiện với mật độ cao trên cây lúa như bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá, chuột, ốc bươu vàng, với diện tích nhiễm bệnh lên tới hàng ngàn hectare. Cùng gió là cái thời tiết thì lo nhất là thứ nhất là sâu bột tỉ giống là giống sâu cuốn lá cũng nhiều này. Phải bơm, một là bơm thuốc ốc này, hai lần nước ngập rồi bơm bột tỉ này, ba là bơm bỏ cùi để cho rễ phát triển này. Thời tiết nắng nóng gay gắt, thay đổi thất thường khiến cây trồng bị ảnh hưởng, sâu bệnh dễ tấn công. Nên ngoài sâu bệnh trên lúa còn xuất hiện mật độ cao bệnh sâu keo mùa thu trên cây ngô, bệnh vàng lá thối rễ trên cây cam, khảm lá sắn, vàng lá khô ngọn trên cây rau màu. Nặng quá thì cũng hỗn thảo đọt, mà cây tại thì lâu tới. Nặng quá thì phải cho con nước, phải cho nước thường xuyên, không con nước thì chậm phát triển. Quả nó cũng lâu tới mà quả cũng đẹp. Ủy ban huyện cũng đã chỉ đạo trung tâm dịch vụ nông nghiệp rồi là ủy ban nhân các xã là phân công các cán bộ cơ sở là truyền cho bà con nhân dân thường xuyên là thăm đông để phát hiện bệnh kịp thời và có những cái biện pháp là ví dụ như phun các cái loại thuốc theo khuyến cáo của bên của bộ phận chuyên môn là để phun kịp thời để tránh ảnh hưởng lớn nhất. Nắng hạn tiếp tục gay gắt. Ngành nông nghiệp Nghệ An đã khuyến cáo người dân đặc biệt lưu ý mọi hoạt động tưới nước cho cây trồng đều phải thực hiện lúc nhiệt độ ngoài trời đã giảm, không tưới lúc đất còn nóng. Các địa phương nắng nóng căng thẳng cần điều tiết nước tưới hợp lý, tưới luân phiên tạo độ ẩm để đảm bảo cây trồng phát triển tốt, chống nắng hạn. Tỉnh Bình Thuận có diện tích đất nông nghiệp chiếm gần 50% diện tích đất tự nhiên. Nguồn nước để phục vụ sản xuất tại đây chủ yếu dựa vào các hồ thủy lợi. Tuy nhiên thì trong những năm gần đây, do nắng hạn kéo dài, tình trạng khan hiếm nước ngày một trầm trọng, khiến người nông dân và chính quyền tại đây lo lắng, nhất là theo dự báo cao điểm mùa khô năm nay sẽ kéo dài. Chắt chiu từng thùng nước một để tưới như thế này, anh Nguyễn Thanh Vũ, sinh sống tại xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, cho biết, cả vườn thanh long hơn 2.000 gốc của nhà anh giờ chỉ tưới cầm chừng bằng lượng nước ít ỏi của ao nước trong vườn. Nếu thời gian tới không có mưa, vụ thanh long này coi như mất trắng, thiệt hại ước tính khoảng 60 tấn. Ồ, tàu mon này nó ít nước quá, nó thiếu. Vừa ăn Tết xong là hết nước, chỉ gần bữa nay chỉ còn trong vòng một tháng nữa thôi. Là nó khô héo không có nước tưới, cho là đủ nước cho nó là nó héo dây, héo lan nó chết, sẽ chết. Không dám tưới nhiều sợ nó hết, không đủ cái nuôi cái trái này. Có nước là mình bó phân, này không đủ nước nên hết nước thả cho nó khô, tự khô luôn. Đâu có nước đâu, để vậy cho nó khô luôn chứ. Có nước đâu bây giờ, gần xong gần xuôi đâu, gần xong xuôi thì nó khô, nó cạn hết rồi. Ở nhà thì cũng có làm mưa thành lòng, mình tiêu mấy khoảng ở dưới linh khoảng 20 triệu. Mà tươi tươi vậy chứ nó cũng không đủ nước, tức là nó hút á. Mà vàng có, rồi nó treo tóc, cành có tuần tới 2 lần. Trước đây, hồ thủy lợi Song Phan, Tà Môn hiện phục vụ cho hơn 165 hectare thanh long của xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, do nắng hạn kéo dài, nước trong hồ đã cạn trơ đáy. Đây cũng là thực trạng chung của hàng loạt hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Năm nay là đến giữa tháng 3 mình đã hồ này đã không còn khả năng tưới nữa. Đó. Nói chung là bây giờ nó quá hạn. Và nói chung là cây thanh long là bây giờ đều là bắt buộc là phải mua nước để tưới. Mà chỉ mua là 250 ngàn 4 khối nước. Đó, là nó là rất khó để cho bà con duy trì cái việc mà sản xuất thanh long. Hiện nay thì đối với cái nước mà phục vụ sản xuất nông nghiệp là đây là cái tháng cuối cùng để cung cấp cho cái phục vụ nước sinh hoạt. Còn giữ trữ lại để là cung cấp cái nước thô cho các nhà máy sinh hoạt. Nếu tính như vậy là về cái nước phục vụ sản xuất nông nghiệp là thiếu rất trầm trọng. Còn nước sinh hoạt thì vẫn cố gắng đảm bảo đến 30 tháng 6. Tỉnh Bình Thuận có diện tích đất nông nghiệp chiếm gần 357.000 ha. Trong khi đó, toàn tỉnh hiện nay chỉ có 49 hồ chứa nước với tổng dung tích 442 triệu mét khối. So với nhu cầu hiện tại, mỗi năm, Bình Thuận thiếu gần 3 tỷ mét khối nước cung cấp cho sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, người dân chỉ sản xuất cầm chừng vì không đủ nước cho sản xuất.
Xuôi xuống phía Nam, vụ lúa hè thu năm 2024, toàn tỉnh Vĩnh Long dự kiến xuống giống khoảng 35.000 ha lúa, chia làm 3 đợt từ đầu tháng 1 đến cuối tháng 5. Thời điểm hiện tại, nông dân tại các địa phương trong tỉnh này đang làm đất và xuống giống tập trung lúa đợt 2. Cũng như các địa phương khác thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang phải chật vật đối phó với hạn mặn, năm nay ngành nông nghiệp đã chủ động xây dựng kế hoạch mùa vụ từ sớm, đồng thời tuyên truyền để người dân chủ động các giải pháp lấy nước ngọt để xuống giống tập trung né dày, né mặn, đảm bảo hiệu quả canh tác. Ngay sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên. Xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Thời điểm chuẩn bị dọn đất để xuống giống. Trên các sông lớn đã ghi nhận độ mặn nên các địa phương đóng cống ngăn mặn. Nhờ chủ động thực hiện việc nạo vét mở rộng các tuyến kênh nội đồng để tăng khả năng trữ nước ngọt, nên địa phương đã cơ bản cung cấp nước cho người dân sử dụng để bơm tát vào ruộng. Mà tình hình năm nay nước mặn nó xâm nhập sớm quá. Mới cho nước vô chỉ có được một ngày bắt đầu nước mặn đóng cống đi. Rồi thành ra đây là chủ động bơm để xả lúa thôi. Mà nếu mà chưa có con kênh này đó, cái vụ này chắc chắn là xả không được. Tại cái khu vực này là cái khu vực nằm giáp ở thị trấn Vũng Liêm, nên ảnh hưởng vấn đề xâm nhập mặn rất là nghiêm trọng. Nên bà con là chủ động, nhà nhà đều là có chủ động máy móc để rồi bơm tát. Và năm nay thì đối với xã thì cũng rất là chủ động đối với việc là các hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng cũng tạo điều kiện để rồi nạo vét để trữ nước ngọt. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long, vụ lúa hè thu năm 2024, toàn tỉnh này có kế hoạch xuống giống 35.000 ha, chia làm 3 đợt. Trong đó đợt 3 là 6.000 ha, xuống giống từ mùng 1 tháng 5 đến 31 tháng 5. Ở các vùng trũng, vùng có nguy cơ nhiễm mặn, vùng chưa chủ động bơm tát và chưa có đê bao hoàn chỉnh, ngành nông nghiệp Vĩnh Long đã chủ động xây dựng kế hoạch mùa vụ từ sớm, đồng thời tuyên truyền để người dân chủ động các giải pháp để xuống giống tập trung, né dày, né mặn, đảm bảo hiệu quả canh tác. Nước ở đây thì chủ động rất là dễ, cho ga là cũng thuận tiện, vì kinh bờ đây này là phóng thủy, nước lớn, nước rộng là nó thông thương, rồi mình cho ga vô tự do rất dễ dàng. Giải pháp về điều kiện canh tác, về chế độ nước là rất quan trọng, bởi đây là cái mùa hạn mặn. Và tùy theo cái chế độ triều cường, thủy triều mà chúng ta có cái kế hoạch xuống giống cho từng vùng. Và đặc biệt là lưu ý là cái việc mà chúng ta vệ sinh đồng ruộng sau thu hoạch trong xuân. Ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long cũng lưu ý người dân, thời điểm đầu vụ nắng nóng xảy ra, đặc biệt là khan hiếm nước nên cỏ dại có điều kiện phát triển, các đối tượng dịch hại nhiều hơn. Thời điểm cuối vụ bước vào mùa mưa, lúa dễ đổ ngã hoặc mắc các bệnh. Nông dân nên áp dụng các chế độ canh tác IPM, IPHM để quản lý các đối tượng dịch hại hiệu quả, giảm chi phí đầu tư để đạt năng suất và lợi nhuận cao. Thưa khán giả, sau vụ lúa đông xuân hiện nay, nhiều hộ nông dân trong tỉnh Bạc Liêu đang khẩn trương diệt cỏ dại, xử lý đơm rạ để chuẩn bị cho vụ mùa mới. Đơm rạ sau thu hoạch thay vì mướn máy cuốn để bán cho những nơi có nhu cầu, thì nhiều nông dân vẫn giữ tập quán đốt đồng vốn đã được khẳng định là đặc biệt nguy hại. Theo các chuyên gia môi trường, việc đốt đồng sẽ làm giảm độ màu mỡ của đất, ảnh hưởng tới sức khỏe của con người, gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông do khói đốt đồng che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện, nhất là tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nổ rất cao bởi hiện nay đang vào cao điểm mùa nắng nóng. Nhiều nông dân cho rằng đốt rơm rạ sẽ không tốn công xử lý sau khi thu hoạch, giúp giải phóng nhanh mặt ruộng để sản xuất vụ mới, mà còn tiêu diệt được côn trùng, mầm bệnh, cỏ dại, tạo phân bón cho ruộng. Nhưng theo ngành chuyên môn thì việc đốt rơm rạ ngay trên đồng sẽ làm mất chất dinh dưỡng của đất, đốt đồng nhiều lần và lâu dài sẽ làm cho đất biến chất và trở nên chai cứng, tiêu diệt các loại thiên địch, gây mất cân bằng sinh thái ruộng lúa, đồng thời gây lãng phí nguồn tài nguyên vì rơm rạ có thể sử dụng để sản xuất, trồng trọt cũng như làm phân bón hữu cơ rất tốt. Mặt khác, khói do đốt đồng với diện tích lớn sẽ bay ra nếu người dân trong khu vực hít vào dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, gây ô nhiễm không khí. Đồng thời khói bụi cũng làm cho người tham gia giao thông bị che khuất tầm nhìn, dễ gây ra tai nạn. Nếu đốt đồng không được kiểm soát, kết hợp với hiện nay, thời tiết nắng nóng, có gió lớn sẽ dễ xảy ra cháy lan trên diện rộng, nhất là các diện tích đất nông nghiệp gần khu vực có vườn cây, hoặc xảy ra chập điện đối với những ruộng có đường dây điện đi ngang, gây nguy hiểm.
Chuyển sang những tin tức đời sống xã hội đáng chú ý, thưa quý vị, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có đề xuất về việc hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sắp tới. Nếu đề xuất này được chính phủ chấp thuận, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục, các ngày từ thứ Bảy 27 tháng 4 đến thứ Tư ngày mùng 1 tháng 5. Năm nay, ngày 30 tháng 4 rơi vào thứ Ba, còn ngày mùng 1 tháng 5 rơi vào thứ Tư, tức là ngày làm việc bình thường, trong khi ngày thứ Hai, tức là ngày 29 tháng 4, nằm giữa dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 và ngày nghỉ cuối tuần trước. Cơ quan đề xuất lý giải việc hoán đổi như trên sẽ kích cầu du lịch và tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Việc hoán đổi cũng không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Việc chốt có nghỉ 5 ngày liên tục hay không phụ thuộc vào ý kiến của 15 cơ quan bộ ngành trước khi Thủ tướng ra quyết định cuối cùng. Mặc dù không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia, nhưng thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn hơn 8.200 hộ nghèo theo chuẩn thành phố. Do thành phố này có nhiều chỉ số khắt khe, mục tiêu của thành phố là sẽ xóa hết hộ nghèo trước ngày 30 tháng 4 năm 2025, lập thành tích chào mừng 50 năm ngày thống nhất đất nước. Theo thống kê, đầu năm 2024, thành phố Hồ Chí Minh còn gần 23.000 hộ nghèo và cận nghèo theo chuẩn thành phố, chiếm tỷ lệ 0,9% trên tổng số hộ dân toàn thành phố. Hiện thành phố đang triển khai nhiều hoạt động nỗ lực xóa hết hộ nghèo theo tiêu chuẩn thành phố trước ngày 30 tháng 4 năm 2025. Đây được xác định là nhiệm vụ khó khăn vì chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Hồ Chí Minh có nhiều chỉ số mà các địa bàn ngoại thành, huyện nông thôn khó thực hiện. Chẳng hạn, chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Hồ Chí Minh còn nhiều hơn chuẩn quốc gia, một chỉ số thiếu hụt là bảo hiểm xã hội. Hay về thu nhập, chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2022 đến 2025 là 2 triệu đồng một người một tháng đối với khu vực thành thị. Trong khi đó, chuẩn nghèo của thành phố Hồ Chí Minh lên đến 3 triệu đồng một người một tháng và kèm thêm chỉ số thiếu hụt về người phụ thuộc. Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết nhằm hiện thực hóa các mục tiêu của chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, việc đẩy mạnh hoạt động xây dựng thương hiệu, tuyên truyền, quảng bá và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP trên phương tiện số là một trong những giải pháp trọng tâm của chương trình. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các chủ thể OCOP tham gia chương trình sẽ được đào tạo về kỹ năng kinh doanh số thông qua các lớp đào tạo chuyên môn về cách xây dựng nội dung video ngắn, về cách thức livestream bán hàng, về bộ giải pháp quảng cáo sáng tạo TikTok for Business, đồng thời thiết lập trang bán hàng riêng cho sản phẩm OCOP cùng với sự đồng hành xuyên suốt của đội ngũ hỗ trợ, kèm theo đánh giá và hướng dẫn tối ưu vận hành shop định kỳ. Còn theo đại diện TikTok tại Việt Nam, bước sang năm 2024, OCOP vẫn là một trong những ưu tiên hàng đầu của TikTok. Với các hoạt động đồng hành, đào tạo và hỗ trợ dài kỳ và sâu sát hơn nữa nhằm hỗ trợ doanh nghiệp địa phương phát triển kinh doanh trên nền tảng số. Đây sẽ là mốc tiếp theo hứa hẹn mở ra những kết quả tích cực hơn nữa, đóng góp vào sự phát triển kinh tế nông thôn, đồng thời tạo đà xúc tiến cho các giá trị văn hóa địa phương lan tỏa rộng khắp trong và ngoài nền tảng. Rạng sáng ngày 31 tháng 3, tổ công tác của Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an làm nhiệm vụ trên tuyến sông Hồng, đoạn giáp danh giữa huyện Ba Vì, Hà Nội và huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc đã phát hiện một tàu hút đang chở cát theo hướng đi Việt Trì, Phú Thọ. Cảnh sát sau đó đã ra hiệu lệnh để kiểm tra, thời điểm này trên tàu có 2 người, cả 2 đều không xuất trình được giấy chứng nhận chuyên môn, hóa đơn chứng từ của hàng hóa và các giấy tờ khác liên quan tới phương tiện. Ngoài ra phương tiện này không kẻ gắn biển số, không có số đăng kiểm. Kiểm tra tàu, lực lượng chức năng phát hiện trên tàu có chứa cát ở trên 2 khoang, bên mạn trái có hệ thống hút cát. Tổ công tác sau đó đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và hàng hóa, đồng thời bàn giao hồ sơ vụ việc về công an huyện Ba Vì, Hà Nội để điều tra làm rõ. Trước đó, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết sẽ phối hợp với công an địa phương trên tuyến sông Hồng, các tỉnh thành Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định và các địa bàn giáp danh bao gồm Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương xử lý nghiêm các vi phạm khai thác cát lậu, giải quyết tận gốc không để tình trạng tồn tại.